fan pin mẫu mới cực đẹp nha. Một cái mã sản phẩm mà hôm nay bên em mới về, một cái mã sản phẩm để phục vụ cho tất cả các bác thợ chuyên nghiệp, với một bộ khoan pin đầu kẹp 13 ly Autolock các bác nha. Đấy, đầu kim loại 10 ly này, thiết kế máy thì rất chi là nhỏ gọn. Và với cái bộ sản phẩm này các bác nhận và lại bao gồm sẽ có một thân máy, hai pin và một sạc nhá. Pin sẽ là pin châu và pin 10 xe cho pin thông dụng luôn. Sạc thì sẽ là sạc bàn đi theo này. Máy thì sẽ sử dụng là motor từ 0 trở than. Đây sẽ là cái con máy khoan có hai chức năng sử dụng, chức năng khoan và chức năng bắn vít. Hàng nguyên hộp cho em nhá. Rất chi là khỏe khoắn này, đẹp cực kỳ luôn này, mẫu mã đẹp và giá thành thì rất chi là phải chăng hợp lý. Hôm nay thì em sẽ tri ân tương tác cho các bác với mức giá 650.000 đồng cho một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Em sẽ hỗ trợ bao phí ship nha, hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các anh. Chốt đơn mã này thì các anh gọi cho em là khoan pin 10 ly không chổi than. Các bác gọi cho em là bộ khoan pin 10 ly không chổi than. Đó, cái này thì các bác gọi như nào cho nó chuẩn nhỉ? Đây, các bác gọi cho em là bộ khoan pin 10 ly không chổi than, pin 10 cell nhé. Đấy, các bác gọi cho nó loại pin 10 cell, bởi vì nó có cả loại pin 5 cell. Cái mẫu này là mẫu pin 10 cell, nó là mẫu pin to, pin châu mà giá rẻ 650.000 chọn bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Bên em sẽ hỗ trợ bao ship về tận nhà cho các anh luôn. Chốt đơn các anh cứ đọc đúng mã cho em nhé. Gọi cho em là khoan pin 10 ly không chổi than, loại pin 10 cell. Đấy, gọi cho em là chọn bộ khoan pin 10 cell, loại không chổi than và theo hai pin 10 cell. Mức giá em bán tặng canh chỉ có 650.000, cho nên là các anh nhanh tay. Cái máy này thì sẽ phục vụ cho các anh làm thợ thuyền, làm công trình thoải mái luôn. Lấy một anh em thợ này, làm những cái công việc lặng nhọc này, cần máy khỏe nhá, khỏe máy bền pin, nhưng mà yêu cầu máy nhỏ gọn nhẹ nhàng để cho các anh làm không bị mỏi tay, thì các anh có thể tham khảo và sở hữu ngay cho em cái mã sản phẩm này. Hàng cao cấp và với mức giá hôm nay thì cực kỳ là ưu đãi, nên là các anh mình nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn mã này nha. Giá cực rẻ là đây các bác nha. Hôm nay thì em còn một ít máy khoan pin 5 cell của Vanza, em sẽ có cái chương trình đại sale bán tặng cho các bác với mức giá cực rẻ luôn các bác ạ. Nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này cho em, bao gồm có một thân máy này, hai pin và một sạc nha. Bộ phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết mũi khoan và vít như này đi kèm. Đây, sản phẩm này sẽ theo hai quả pin 5 cell, pin 21V các bác ạ. Máy thì sẽ là máy pin 5 cell và đầu kẹp 10 ly như thế này, các bác lắp mũi khoan 10 ly đổ lại nha. Dòng máy ba chức năng, có chức năng bắn vít, chức năng khoan, chức năng bố khoan tường như này, điều chỉnh 25 cấp trượt. Và đây, hai bên sườn máy các bác nhìn này, nó sẽ có hai cái điểm để các bác có thể treo được hai cái tô vít như thế này để các bác làm việc ở trên cao thì rất chi là thuận tiện luôn nhá. Đấy, máy thì là sử dụng motor chổi than rất chi là mạnh mẽ luôn này. Đấy, công tắc tắt mở này, đảo chiều đây nha. Đó, hôm nay nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này, nguyên hộp như thế này mà mức giá có 399.000 đồng thôi. Mức giá này thì thật sự các bác là nó chỉ bằng một nửa giá so với ngoài thị trường các bác mua thôi. Và đây sẽ là hàng chính hãng của Vanza, bên em sẽ có 3 màu đấy. Cái màu này sẽ là màu xanh đen và có cả màu xanh lá và màu vàng nữa. Các bác mua thì em sẽ thử màu bất kỳ nhá. Màu nào cũng như màu nào hết, đẹp và chắc chắn cực kỳ luôn. Hàng chính hãng của Vanza nên là các bác dùng cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Với cái mẫu máy này á, anh em làm gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Nó sẽ có đủ chức năng, kể cả anh em đi bắt khung tranh, khung ảnh cũng ok. Hay là anh em làm thợ, làm nhôm kính, làm trần nhựa, làm thạch cao, anh em cần một con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng nha, làm không bị mỏi tay nha, mình có thể tham khảo sở hữu cái mã như này, rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, hôm nay lên đơn cái mã này thì anh em mình nhớ gọi cho em là khoan pin 5 cell của Vanza nha, giá có 399.000 thôi. Và lên tiếp cho em ở đây là em còn vài cái bộ máy khoan pin của Hukan 12V đây này. Mã của nó đây này, model của nó là máy F5 nha, model là F5. Đây, nguyên bộ sản phẩm như này cho em, cái hộp để các bác nhìn này, logo dập nổi từ cái hộp đi, chả đi là cũng đã dập nổi như thế này, hàng chính hãng luôn các bác. Đấy, ở trong này thì sẽ có nguyên bộ nha. Đây, nguyên bộ như này cho em, bao gồm có một thân máy này, một thân máy, hai pin nhá. Đây, cái pin này sẽ là pin tròn, chân pin tam giác, pin 12V. Đấy, một pin vào máy, một pin dự phòng bên ngoài như thế này, có cái sạc đi theo như thế này nữa. Đấy, nguyên hộp như này luôn nha. Hôm nay á, thì với mức giá có 499.000 đồng thôi, giá thị trường các bác mua sẽ phải là 650.000 đấy ạ. Hôm nay em giảm giá cho các bác đến 150.000 cái bộ sản phẩm này. Mã này hôm nay em sale lỗ 100.000 bộ. Đấy, cho nên là các bác mua thì mình nhanh tay khẩn trương đặt hàng sớm nhá. Cái này gọi cho em là khoan pin 12V của Hukan, thiết kế hàng logo dập đủ như thế này, máy có hai chức năng và đầu 10 ly. Con máy này thì phải nói rằng là siêu nhỏ gọn luôn, giá 499.000, số lượng còn có 1-2 bộ thôi. Anh em mình nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn nhá. Đấy, và cái đặt này em còn một ít cái bộ mũi khoét đây này,
Galaxy. Đây, quay vào đây để cho các bác nhìn. Nào, quay sát màn hình vào đây để cho các bác nhìn thấy rõ nhá. Chất liệu sản phẩm. Nào, đây các bác nhìn xem này, hai mẫu nhá. Các bác tham khảo lựa chọn cho em mẫu nhỏ hoặc là mẫu to. Đấy, cái mẫu nhỏ như thế này. Đây, đây là mẫu nhỏ nhá. Mẫu nhỏ thì sẽ là combo 6 mũi. Sẽ có mũi bao nhiêu đây? Em sẽ đặt cược mũi cho các bác luôn. Mũi 16, 18, 20, 22, 25 và 30 nha. Đó, combo 6 mũi như này cho em. Giá chỉ có 299.000. Mũi khoét đa năng, hàng chính hãng của Kabushi. Xịn sò con bò như này. Có hộp đựng như này nha. Khi mà anh em sử dụng xong mình sẽ cất trong cái hộp này bảo quản mũi rất chi là ok. Mã này các bác gọi cho em là bộ mũi khoét nhỏ. Giá cho em là 300.000. Đấy, còn bên này là bộ mũi khoét to. Bộ mũi khoét to giá là 599.000. Bộ mũi khoét to thì sẽ có combo 10 mũi luôn. Đây, em sẽ đọc các cơ mũi cho các bác nha. Mũi 16, 18 này, 20, 22, 25 và 30. Đấy, và bên này sẽ là mũi 35 này. Cái mũi to này là mũi bao nhiêu đây? Mũi này thì sẽ là mũi 53. Và đây sẽ là có mũi 50 và mũi 45 nữa các bác nhé. Đây, mũi này là mũi 45 đây này. Đó, đúng, chính xác luôn. Combo 10 mũi như thế này cho em. Em sẽ đọc tất cả các cỡ mũi cho các bác rồi. Các bác có thể tham khảo xem là cái mẫu nhỏ hay là mẫu to để nó phù hợp với công việc của mình, để mình chốt đơn cho nó được ok nha các bác nha. Mã này các bác gọi cho em là bộ mũi khoét hộp to, giá là 599.000. Còn bộ mũi khoét hộp nhỏ thì giá sẽ là 300.000. Đấy, hàng chính hãng của Kabushi cho em. Chất lượng cực ngon và bao xài cho tất cả các bác thợ chuyên nghiệp nha. Máy đục của Hukan 14 ly mẫu mới thiết kế màu xám xi măng các bác nha. Hôm nay em có khoảng tầm độ chục cái nên là sẽ sale bán tặng cho các bác nhà mình đây. Model của máy này HK RHK 3603, hàng gen 2 của Hukan, hàng cao cấp các bác nha. Với cái sản phẩm này sẽ được bảo hành trên toàn quốc là 1 năm đấy ạ. Hàng chính hãng của Hukan và khi các bác nhận về nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Cái hộp của nó rất chi là dày dặn đẹp và chắc chắn, thiết kế logo dập nổi như thế này luôn cho em. Đây, trong bộ sản phẩm này các bác sẽ có một máy và một tay cầm. Máy là xài điện trực tiếp 220V và dây điện dẫn rất là dài cho em nhé. Ở đây thì các bác còn được tặng thêm là đây này, có một đôi chổi than dự phòng, một cái khóa mở mũi như thế này. Ở đây thì sẽ có một cái lọ mỡ đi theo này và có hai mũi đục các bác nhá. Hai mũi đục là một mũi nhọn, một mũi bằng, mũi đầu gài, mũi đục 14 ly như này. Và kèm theo ở đây nó sẽ có ba mũi khoan bê tông đấy ạ. Có ba mũi khoan bê tông các bác nhá, mũi đầu gài như thế này cho em. Đấy, sản phẩm rất là đầy đủ luôn mà hôm nay thì giá quá là rẻ luôn. Trọng lượng của cái máy này sẽ lên tới là 5 kg. Và bây giờ em sẽ thử máy cho các bác nhà mình xem này. Đây, xài điện trực tiếp 220V nhá. Máy xài rất chi là êm luôn cho em. Công trình và đặc biệt ngày hôm nay với mức giá cực kỳ là ưu đãi cho anh em mình. Logo dập nổi trên máy này. Công suất của máy sẽ là công suất cực đại 1200W, máy xài điện trực tiếp 220V. Hôm nay nếu mà anh nào chốt mã này này thì cứ lên đơn gọi cho em là máy đục 14 ly của Hukan loại màu xám. Với mức giá em bán tặng canh là 1.250.000 đồng thôi. Hỗ trợ bao ship về tận nhà. Nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền, cho nên là canh là cứ yên tâm. Đấy, cái sản phẩm này sẽ được bảo hành 1 năm nhá. Riêng những cái mã khác là canh mua chỉ bảo hành 3 tháng đến 6 tháng là cùng thôi. Nhưng mà cái mã này hôm nay sẽ được bảo hành đến 1 năm trên toàn quốc. Mà giá rất chi là hở canh nhanh tay, số lượng em còn đây khoảng tầm hơn chục bộ thôi nha. Cho nên là anh nào chốt thì mình nhanh tay. Nhớ lên đơn liên hệ trực tiếp nhà em thì gọi là máy đục 14 ly của Hukan loại màu xám. Nhớ các bác nhớ đọc đúng mã cho là ok. Các bác cứ gọi cho em là gửi cho anh cái máy đục 14 ly của Hukan loại màu xám với mức giá 1.250.000 đồng thôi. Quá rẻ các bác, mình cứ nhanh tay là có đơn nha. Pin châu 10 sale của Macan, hàng chính hãng. Hôm nay em còn số lượng ít nên là sẽ sale bán tặng bán rẻ nha. Vừa bán vừa cho và vừa cho vừa tặng. Bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình nhanh tay nha, đặt hàng sớm để mình có đơn hàng thành công này. Chốt đơn mã này các bác nhớ gọi cho em là pin châu 10 cell của Macan, hàng chính hãng như thế này, chân pin phổ thông nha. Pin này là pin hàng cao cấp, pin dòng xả cao các bác ạ. Chính hãng của Macan, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình nha. Ngày hôm nay số lượng còn ít nên là em sẽ sale bán rẻ, bán cực
kỳ là hời luôn, với cái mức giá rẻ nhất, ưu đãi nhất để gửi tặng tới tất cả các bác nhà mình. Với mức giá chỉ có 199.000 đồng thôi. Đấy, với mức giá mà phải nói rằng chỉ bằng một nửa giá so với giá ngoài thị trường các bác nhà mình mua. Đây sẽ là những cái quả pin châu pin 10 xe và chính hãng của hàng Macan, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Do là số lượng trong kho còn ít nên là em mới sale bán rẻ bán tặng mới có cái mức giá này. Chứ giá thị trường thì các anh sẽ không mua được cái giá này nha. Nên là anh nào có nhu cầu quan tâm thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn hàng thành công cái mã sản phẩm này anh em nha. Đây sẽ là những cái mẫu kéo cắt cành mà các anh quan tâm rất chi là nhiều. Hôm nay thì em sẽ sell cho các anh này rất là nhiều những cái mẫu kéo đồng giá các anh nhá. Rất là nhiều những cái mẫu kéo đồng giá. Đấy, ví dụ như cái mẫu này. Cái mẫu này các anh gọi cho em là kéo bonsai đỏ này. Giá cho em là 60.000 nhá. Gọi cho em là, đâu em xin lỗi, cái này gọi cho em là kéo đa lăng cán đỏ. Cái này mới là bonsai đỏ này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái mẫu này hôm nay em sẽ sell đồng giá cho các anh. Các anh đọc đúng mã cho em nhá. Mã này các anh gọi cho em là kéo đa lăng cán đỏ này, giá 60.000. Và đây thì gọi cho em là kéo đa lăng cán trắng, giá cũng chỉ 60.000. Hai cái mẫu kéo đa lăng này thì các anh sẽ cắt được nhiều chất liệu, cắt cây này, cắt cành, cắt vải, cắt dây điện cũng ok hết luôn cho em, giá có 60.000 một cái thôi. Giá này là giá em bán tặng cho nên là các anh nhanh tay nhá. Còn cái kéo này các anh gọi cho em là kéo bonsai vàng, giá cũng chỉ có 60.000 đồng thôi. Còn cái kéo này thì các anh gọi cho em là kéo bonsai nhật, giá 60.000 đồng cho em. Bên này thì gọi cho em là kéo bonsai đỏ, giá 60.000 đồng, được chưa ạ? 5 cái mẫu kéo như thế này, đồng giá nhau có 60.000 đồng trên một cái. Vừa bán vừa cho và vừa cho vừa tặng. Anh nào chốt thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Lên đơn hàng bằng cách liên hệ trực tiếp nhà em số điện thoại trên màn hình các anh nhá. Còn ở đây thì sẽ là một cái mẫu kéo bonsai hoa anh đào, nó sẽ là hàng cao cấp nhất. Với cái mẫu kéo này các anh ra ngoài thị trường mua thì sẽ là 200 đến 250 trên một kéo. Hôm nay thì em sẽ sell bán tặng các anh nhà mình với mức giá chỉ có 120.000 đồng. Anh nào chốt mã này lên đơn cho em là kéo bonsai hoa anh đào, nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết luôn cho em các anh nhá. Đấy, giá 120.000 đồng cho em. Và ngoài ra thì các anh có thể mua những cái này. Đây, những cái này là những cái kéo cắt gà SK5 các anh nhá. Hôm nay em sẽ sell các anh giá là 50.000. Đẹp xịn sò cực kỳ luôn. Cái này các anh cắt thịt gà, cắt đồ ăn chín là tuyệt vời ok luôn cho em. Giá chỉ có 50.000. Còn đây sẽ là những cái búa của Kabushi, búa mili, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Hàng chính hãng của Kabushi, em sell tặng các anh giá 80.000 đồng. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các anh một số những cái mẫu kìm của Kabushi hàng chính hãng. Đấy, em có kìm tay xám pha đen này, kìm tay xám này, và đây sẽ là kìm tay đen. Đấy, nó sẽ có những cái mẫu như này nhá. Cái mẫu này là mẫu tay đen này. Mẫu tay đen thì em sẽ lên cho các bác 3 phân khúc. Cái này các bác gọi cho em là kìm mỏ bằng. Đấy, kìm này gọi cho em là kìm mỏ bằng. Đấy, kìm cắt này, kìm mỏ nhọn này. Đấy, cái này các bác gọi cho em là kìm điện mỏ bằng tay đen của Kabushi, giá 135.000. Còn cái này gọi cho em là kìm cắt của Kabushi loại tay đen, giá 130.000. Cái này gọi cho em là kìm mỏ nhọn tay đen của Kabushi, giá cho em là 130.000. Ba cái mẫu này các bác nhớ gọi cho em là kìm tay đen các bác nhá. Cái này gọi cho em là kìm tay đen, đây cái cán của nó màu đen này. Đấy, còn bên này thì sẽ là kìm tay xám đây ạ. Kìm tay xám đây nó cũng có 3 mẫu này. Mẫu này các bác gọi cho em là kìm cắt tay xám của Kabushi, giá 140.000 này. Còn cái này gọi cho em là kìm mỏ nhọn tay xám của Kabushi này, giá 120.000 này. Mẫu này thì gọi cho em là kìm điện mỏ bằng của Kabushi này, giá 140.000 này. Bên này thì là ba cái mẫu kìm tay xám pha đen canh nhá. Đấy, mẫu này gọi cho em là kìm điện mỏ bằng tay đen pha xám của Kabushi, giá 140.000 thôi. Còn cái này gọi cho em là kìm nhọn tay đen pha xám của Kabushi, giá 120.000. Cái kìm này các anh gọi cho em là, cái này là kìm điện rồi. Đây, hai cái mẫu này đều là hai mẫu kìm điện. Nó còn một cái mẫu kìm, cái này còn mẫu kìm cắt này em để đây, nó bị thiếu một cái mẫu kìm cắt của cái tay đen pha xám này nhá. Nếu mà anh nào muốn lấy kìm cắt thì cứ báo nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho các anh luôn. Đấy, còn bên này, đây, cái này đều là hai, đây là kìm mỏ nhọn và kìm mỏ bằng. Đấy, nào bên này thì lên cho em cái mã này. Mã này thì các anh gọi cho em là kìm này kìm của Hatlin này, mã 0631. Đấy, cái này các bác gọi cho em là kìm mỏ to của Hatlin, mã 0631 cho em.
giá sẽ là 150.000 cái kìm này nha các anh nhá. Còn cái kìm này thì các anh gọi cho em là kìm bấm cốt của Harden, mã 0613, các anh nhớ đọc đúng mã cho em để nhân viên nhà em chốt đơn cho các anh, nó sẽ không bị nhầm mã nha. Cái kìm này giá 180.000 em bao ship này. Đấy, còn cái kìm này thì các anh gọi cho em là kìm cắt dây điện của Harden, mã 0285. Đấy, giá 99k một cái thôi. À, đây thì sẽ là những cái cần xoay nhá. Những cái cần xoay của Harden này em sale các anh giá là 65.000 thôi nhá. Đấy, còn nếu mà các anh mà lấy những cái kéo cắt tôn này, kéo cắt tôn của Harden là giá 130.000 cho em này. 130.000 kéo cắt tôn của Harden này. Và đây này em sẽ lên cho các anh là những cái kìm đa lăng. Đấy, cái này các anh gọi cho em là kìm đa lăng màu trắng loại mỏ nhọn cong, giá 250.000 em bao ship. Cái này là mỏ cong nhá. Cái mẫu này em có cả mỏ bằng đây này. Đấy, cái kìm này là kìm Nhật các bác dùng rất là ngon. Cái này các bác gọi cho em là kìm đa lăng màu trắng loại mỏ bằng, giá 250.000 là em bao ship cho các bác luôn. Hoặc các bác mua những cái kìm mà kìm chết như thế này. Cái này gọi cho em là kìm chết mỏ nhọn của Harden này, mã của nó là 0622 này, giá 120.000 em bao ship cho các anh này. Đấy, còn cái kìm này nhá, cái kìm này sẽ là gọi cho em là kìm chết mỏ bằng của Harden này, mã 0603 này, giá cũng 120.000 em bao ship cho các anh này. Đấy, ngoài ra là các anh đây nhá, những cái cần xoay của Harden này là 65.000 này. Còn các anh mà có nhu cầu mua mỏ led nhá, em sẽ có những cái mỏ led của Harden này, nó sẽ có nhiều cỡ to nhỏ khác nhau nhá. Đấy, các anh mà cần mua cái cỡ nào thì các anh cứ liên hệ trực tiếp nhà em để nhân viên nhà em sẽ tư vấn cụ thể cho các anh nhà mình luôn. Đấy, còn các anh mà muốn mua những cái cây bút lấy dấu đây này, cây bút lấy dấu là cái đợt này em sale các anh là giá có 50.000 một cây thôi. Cái cây bút lấy dấu này thì các anh sẽ lấy dấu được trên rất là nhiều chất liệu, kể cả trên gạch men luôn nhá các anh nhá. Máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza, hàng chính hãng các bác nhìn cho em này. Tia của nó cực đẹp, cực sáng, cực led và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình. Hôm nay em còn sót kho còn 5 bộ các bác nha. Còn 5 bộ em sẽ sale giá rẻ sập sàn cho tất cả các bác nhà mình luôn. Đấy, giá chỉ bằng gần như là một nửa giá so với ngoài thị trường các bác mua thôi. Và hôm nay với một bộ sản phẩm sẽ đầy đủ bao gồm này, một máy này, một pin này. Pin của nó sẽ là pin trâu như này nha. Thêm sẽ là một cái vỏ pin như thế này để nay mai các bác dùng pin tiểu. Ngoài ra sẽ thêm một cái dây đeo này, một cục sạc này, một kính đeo mắt này và một hộp đựng máy như thế này. Hộp đựng máy thì sẽ là hàng hộp nhôm siêu bền cho em. Và còn tặng thêm các bác một cái chân 1m2 đi kèm như thế này cho em. Máy này thì sẽ có công tắc tắt mở các bác nha. Có công tắc tắt mở và nút ấn của nó sẽ là nút ấn cơ nha. Nút ấn cơ siêu bền theo 5 tháng cho em các bác ạ. Và ngày hôm nay thì với một chương trình sale giảm giá đặc biệt để gửi tặng tới tất cả các bác, giá chỉ còn có là 850.000 đồng trên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza, mã 686. Giá cho em là chỉ còn có là 850.000 đồng các bác. Đặt thà thì mình nhanh tay, 5 bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ lên đơn cái mã sản phẩm này. Bởi vì em còn đúng 5 bộ duy nhất thôi các bác nhà mình, nhanh tay nha. Hôm nay bên em về được một ít thân máy bu lông pin giá rẻ giá hời để phục vụ cho các bác nhà mình nha. Thân máy bu lông của Dorama, hàng chính hãng, cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Thân máy này sẽ là đầu bu lông 1/2 và đầu rỗng có lỗ lục ra ở giữa nhá. Máy này thì là sẽ có 3 đèn led này. Đấy, các bác có thể lấy màu xám này, hoặc là màu xám này, hoặc là màu xanh như thế này. Các bác mà lấy màu xám thì mức giá chỉ có 270.000 đồng cho một cái thân máy này thôi. Còn cái màu xanh thì sẽ là 299.000 đồng cho em nhá. Đây để em sẽ thử pin cho các bác này. Đây cái màu xám đây. Màu xám đây các bác nha. Đó. Rất chi là êm luôn. Màu xanh thì nó sẽ là cái loại có 3 đèn led như thế này. Đó. Màu xanh á, thì là sẽ có của Dorama này và của Mazda như thế này. Các bác mua thân máy thì là em còn lẻ một ít thân máy của Dorama. Còn bác nào muốn mua trọn bộ thì nó sẽ là của Mazda các bác nhá. Hai thương hiệu này song song với nhau, cùng tiền với nhau. Đấy, tức là bằng tiền này nó chỉ khác tên thôi nhá. Chỉ khác tên khác hãng thôi. Còn mẫu máy thì nó vẫn giống như nhau các bác ạ. Đặc biệt hôm nay với những cái thân máy này thì em đang sale giá rất chi là rẻ luôn các bác nha. Giá thì cực kỳ là hời luôn. Máy sẽ là máy sử dụng motor từ không chổi than, hàng chân pin phổ thông cho em, lực xiết 330 lưu tôn các bác nha. Lựa chọn cho em này, một là các bác lấy thân bu lông xám giá 270.000, thân bu lông xanh của Dorama giá cho em là 299.000 đồng.
giá cực rẻ, giá cực hời để dành tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đây sẽ là những cái thân máy bu lông mà lực xiết 330 newton. Còn các bác muốn mua những cái thân máy mà bu lông búa to hơn thì các bác lấy thân máy này. Đây. Thân máy này là thân máy bu lông của Mazda búa to. Hàng búa to thì nó sẽ là đầu đặc các bác nha. Đầu đặc. Và máy này thì lực xiết ở đây nó sẽ ghi là 1280 newton. Đấy, sẽ là con máy bu lông búa to và lực xiết khủng cho em. Chốt đơn mã này gọi cho em là thân máy bu lông búa to của Mazda. Giá chỉ có 650.000 thôi. Với những cái bu lông này này, các bác có thể mua thân máy riêng hoặc bác nào muốn mua trọn bộ là báo em cũng có nhá. Đấy, trọn bộ thì là sẽ theo nguyên hộp cho các bác là có 2 pin. Đấy, còn thân máy thì là không theo pin các bạn. Nhưng mà giá hôm nay thì cực rẻ luôn. Các bác nhà mình nhanh tay đặt hàng để có đơn nha. Đây là những cái bộ khẩu ra vào bu lông 1/2 cực kỳ là xịn sò luôn các bác ạ. Hôm nay bên em về cái số lượng cực lớn và có một cái chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Đấy, các bác lên đơn cho em nhá. Cái bộ này gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 10 món. Giá chỉ có 180.000 thôi, rất là rẻ luôn và được bao ship các bác ạ. Khẩu 1/2 này, khẩu siêu dài luôn. Nó dài tầm 8cm các bác nha. Giá chỉ có 180.000 đồng, có nguyên 10 cái khẩu như thế này luôn. Đấy, các bác muốn dùng nhiều hơn thì các bác lấy sang cái hộp khẩu 20 món. Đấy, cái bộ này gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh loại 20 món. Trời ơi, giá hôm nay thì có 350.000 thôi. Với những cái thời điểm mà các bác mua ngoài thị trường á, vừa rồi là em thấy rất nhiều bác là phải mua với mức giá phải đến 450 cái bộ khẩu này luôn. Đó, hôm nay là bên em đang có cái chương trình giá rẻ cho nên là các bác chỉ cần nhanh tay thôi. Cái bộ khẩu này sẽ có 20 cái nha. Nó cũng là hàng khẩu dài, khẩu 1/2 và sẽ có từ khẩu 8 đến khẩu 32 cho các bác luôn. Dài 8cm này. Cái chất liệu thì phải nói rằng là bao bền, bao đẹp, các bác mua một lần là mình dùng mãi mãi luôn. Giá chỉ có 350.000 thôi, hỗ trợ bao ship tận nhà và nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, cho đơn nhớ gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 20 món nha. Giá có 350.000 này. Đấy, các bác mà muốn sử dụng những cái hàng cao cấp hơn và phụ kiện nhiều hơn thì các bác lấy sang cái bộ này. Đây, bộ này thì các bác nhìn cho em này, có đủ hết cái khẩu 1/2. Cái khẩu này thì nó sẽ là cái hàng màu trắng. Đấy, mạ chrome sáng bóng luôn. Cái khẩu này thì nó sẽ ngắn hơn cái hộp khẩu mà 20 cái kia nhá. Tuy nhiên là cái khẩu này thì các bác mua nó sẽ có nhiều chi tiết hơn. Đấy, nó ngắn hơn nhưng mà nó lại sẽ thêm một cái tròng mở tay như này cho các bác này. Có lối dài đầy đủ luôn nha các bác nha. Chốt đơn mã này các bác gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh có cờ lê. Và giá thì chỉ có là bao nhiêu? 499.000 đồng. Thị trường cam kết khẳng định các bác phải mua mức giá 700-750. Ngày hôm nay mua được mức giá 499.000 thì các bác hãy nhanh tay. Cái khẩu này có từ khẩu 8 đến khẩu 32, khẩu 1/2 nhá. Bao đẹp luôn. Và có một dãy cờ lê này cho em. Cờ lê sẽ là từ cờ lê 6 cho đến cờ lê 19 các bạn. Đầy đủ chi tiết phụ kiện như này mà giá rẻ quá các bác ơi. Cho đơn nhớ gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh có cờ lê với mức giá cho em là 499.000. Chương trình mua 1 mà được 2, mua 1 mà được 3 đối với thương hiệu chính hãng của Hukan ngày hôm nay các bác nha. Một chương trình thanh lý xả kho giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Hôm nay thì bên em về rất chi là nhiều những cái quả pin châu như thế này. Pin châu 15 cell, pin châu 20 cell, pin của Hukan hàng chính hãng. Chân pin phổ thông, pin dòng xả cao để phục vụ cho các bác nhà mình dùng máy cắt, máy mài, máy khoan bê tông cực kỳ là ngon lành gạch đào luôn. Đấy, pin 15 cell hoặc là pin 20 cell các bác nha. Nếu như mà hôm nay mà các bác mua những cái quả pin 20 cell này này, sẽ có chương trình mua 1 mà được 3, tức là như nào? Các bác mua 1 quả pin 20 cell của Hukan sẽ được tặng ngay một cái thân đèn tròn. Đấy, thân đèn tròn của Hukan hàng chân pin phổ thông nha. Phía sau có là cổng USB để sạc điện thoại này. Và được tặng luôn một cái sạc xám. Một cái sạc xám của Hukan hàng sạc nhanh mẫu mới nhất các bác nha. Đấy, mua 1 mà được 3 luôn các bác ạ. Combo là 3 món như thế này. Và giá thì lại vẫn như cái giá bình thường các bác mua ngoài thị trường đối với một quả pin. Đấy, đây là quả pin 20 cell, pin 8.0Ah này. Có đèn báo pin này, hàng chân pin phổ thông cho em. Chốt đơn mã này các bác nhớ gọi cho em là pin 20 cell của Hukan tặng đèn tròn và tặng sạc màu xám. Với mức giá chỉ có là 799.000 đồng cho nguyên một combo như thế này các bác nha. 3 món sản phẩm như thế này.
Bây giờ một quả pin 20 cell này các bác ra thị trường mua là đã phải mua với cái mức giá này rồi mà không có phần quà tặng. Hôm nay là em có cái chương trình ưu đãi cho các bác được nhận quà tặng cực khủng luôn. Cái sạc này của em trị giá 200.000, cái đèn này của em trị giá 170.000. Đấy, tính ra cái phần quà tặng nó đã gần 400.000 rồi các bác nha. Giá siêu hời luôn cho em. Đây là pin 20 cell các bác nha. Còn nếu như mà các bác mua pin 15 cell này, đây pin 15 cell, em sẽ có hai phân khúc pin 15 cell. Với pin 15 cell thì các bác sẽ mua một mà được hai. Đấy, sẽ có hai mẫu như thế này. Đây là mẫu 4.5Ah, đây là mẫu 6.0Ah các bác nha. Và mua một pin 15 cell sẽ được tặng ngay một sạc vàng cho em. Đấy, sạc vàng trị giá 200.000. Và các bác lưu ý này, cái sạc màu vàng và cái sạc màu xám là hai cái sạc này nó sẽ giống nhau các bác nha. Nó chỉ tùy bây giờ Huka là đang chuyển dần sang màu xám nên thành ra là cái sạc vàng là nó ở cái những cái sản phẩm lúc trước là nó màu vàng, bây giờ là sẽ chuyển sang màu xám các bác nhá. Đấy, cái pin 20 cell thì em mới về hàng thì nó sẽ là màu xám như thế này, còn cái pin 15 cell Huka thì nó vẫn là màu vàng các bác nhá. Đấy, thì chốt đơn mã này các bác gọi cho em là pin 15 cell Huka 4.5Ah tặng sạc vàng. Giá chỉ có 499.000 cho một combo hai món sản phẩm như thế này. Đấy, còn các bác muốn dùng cái dung lượng dòng xả cao hơn thì các bác lấy pin 6.0Ah. Đấy, pin 15 cell của Hukan 6.0Ah tặng ngay một sạc vàng, giá chỉ có 650.000. Đấy, nó vẫn cùng là quả pin 15 cell nhưng mà sẽ có hai phân khúc và hai sự lựa chọn cho các bác nhà mình. Hàng sẽ là hàng chân pin phổ thông và có đèn báo pin luôn cho em. Đấy, mua một mà được hai. Giá thì phải nói rằng là siêu rẻ, siêu hấp dẫn luôn. Đấy, hôm nay số lượng thì cũng không có nhiều các bác nhá. Những cái phần quà mà em tặng các bác này này, số lượng nó chỉ có một vài suất thôi. Cho nên là bác nào mình ưng thì mình đặt hàng sớm để mình được nhận quà tặng trị giá khủng các bác nhá.